Chính phủ ban hành nghị định 123 2024 ngày 4 tháng 10 năm 2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện. Hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, lập biên bản, đối tượng bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực hiện dịch vụ về đất đai. Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với từng trường hợp sử dụng đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp bị phạt tiền từ 2 đến 30 triệu đồng. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thuộc địa giới hành chính của xã bị phạt từ 3 đến 150 triệu đồng. Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã bị phạt từ 20 đến 200 triệu đồng, tùy theo diện tích đất vi phạm. Nghị định nêu rõ hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn thì hình thức và mức xử phạt bằng hai lần mức phạt tương ứng với quy định trên. Nghị định quy định hành vi sử dụng các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì bị phạt từ 20 đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Bên cạnh đó, nghị định quy định rõ mức phạt đối với các hành vi lấn đất và chiếm đất. Cụ thể, hành vi lấn đất hoặc chiếm đất do cơ quan tổ chức của nhà nước đã quản lý được thể hiện trong hồ sơ địa chính thuộc địa giới hành chính của xã hoặc các văn bản giao đất để quản lý bị phạt từ 3 đến 200 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Ký hiệu là sao? Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không thuộc trường hợp sao kể trên mà thuộc địa giới hành chính của xã thì cũng bị phạt từ 3 đến 200 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất vi phạm. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không thuộc trường hợp sao mà thuộc địa giới hành chính của xã thì bị phạt từ 5 đến 200 triệu đồng. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất phi nông nghiệp không thuộc trường hợp sao mà thuộc địa giới hành chính của xã thì bị phạt từ 5 đến 200 triệu đồng. Nghị định quy định rõ đối với hành vi lấn đất hoặc chiếm đất thuộc địa giới hành chính của phường thị trấn thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định ở trên ở mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Mức phạt từ 10 đến 500 triệu đồng đối với hành vi sử dụng đất mà nhà nước đã có quyết định giao đất cho thuê đất nhưng người được giao đất cho thuê đất chưa được bàn giao đất trên thực địa. Mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 năm 2024. Chính phủ ban hành Nghị định 123-2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định mức xử phạt không đăng ký đất đai. Theo đó, tại Điều 16, Nghị định 123-2024 đã quy định về mức phạt đối với hành vi không đăng ký đất đai. Cụ thể, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại các điểm A, B và C khoản 1, điều 132 luật đất đai 2024, gồm thừa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký, thừa đất được nhà nước giao cho thuê để sử dụng, thừa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký. Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm A, B, I, K, L, M và Q khoản 1 điều 133 luật đất đai gồm Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên. Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất. Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai khiếu nại tố cáo về đất đai xác lập thay đổi hoặc chấm dứt quyền đối với thửa đất liền kề thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất bán tài sản điều chuyển chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định 61/2024 quy định về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố có hiệu lực từ ngày 7 tháng 10 năm 2024. Theo đó, các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại đối với đất ở, thửa đất sau thu hồi có ít nhất một cạnh tiếp giáp tuyến đường giao thông có diện tích đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ dưới 15 m2, kích thước mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng dưới 3 m. Thừa đất sau thu hồi không có lối đi và có diện tích đất nhỏ hơn, diện tích tối thiểu được phép tách thừa cũng sẽ không được tồn tại. Đối với đất khác, thừa đất sau khi thu hồi có diện tích đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ dưới 50m2 không đủ điều kiện tồn tại. Theo quyết định, việc hợp thừa đối với các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại quy định như sau. Trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo hướng dẫn người đang sử dụng đất thực hiện thỏa thuận về chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất để hợp thửa theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định. Trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành kiểm tra xét duyệt, thông báo, hướng dẫn người đang sử dụng đất thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hợp thửa đất, làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất theo quy định, sau khi người sử dụng đất hoàn thành việc hợp thửa đất. Thời gian thực hiện thỏa thuận hợp thửa đất quy định nêu trên là 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp và 90 ngày đối với đất nông nghiệp, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành thông báo thu hồi đất. Trường hợp không thực hiện được việc hợp thửa đất theo quy định nêu trên do xét thấy không đủ điều kiện để cho phép hợp thửa đất hoặc người sử dụng đất không có nhu cầu không thực hiện được thỏa thuận hợp thửa đất. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà nước áp dụng biện pháp thu hồi đất để xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng thì trình tự thủ tục thu hồi đất và việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai. Trong một số trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay không có công chứng chứng thực vẫn được pháp luật công nhận. Khoản 3 điều 27 Luật Đất đai 2024 quy định việc công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Việc công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: a. Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho thế chấp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này. B. hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. C, văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự d việc công chứng chứng thực thực hiện theo quy định của pháp luật về công chứng chứng thực như vậy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi muốn thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng tặng cho thế chấp góp vốn thì phải được công chứng hoặc chứng thực tuy nhiên không phải mọi trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy viết tay không có công chứng chứng thực thì đều bị vô hiệu theo khoản 1 điều 42, nghị định 101/2024 có quy định về các trường hợp sử dụng đất sau đây do nhận chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan mà chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 101/2024 thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của Luật Đất đai 2024 và quy định tại Nghị định 101 2024 mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, ngoại trừ trường hợp giấy tờ về việc thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 28 nghị định 101/2024. Sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 Luật đất đai 2024 sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 137 Luật Đất đai 2024. Sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất của người nhận thừa kế, quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 điều 45 Luật Đất đai 2024. Như vậy, có 3 trường hợp như đã nêu ở trên khi thực hiện việc mua bán đất bằng giấy viết tay được công nhận mà không cần phải có hợp đồng công chứng chứng thực. Ngoài ba trường hợp này, các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho cần phải được công chứng chứng thực để đảm bảo giao dịch đúng pháp luật không bị vô hiệu. Trường hợp nào không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể như sau: Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất quy định như sau. A. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. B. Cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó. C. tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Như vậy, có 3 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm: tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó tổ chức cá nhân cộng đồng dân cư tổ chức tôn giáo tổ chức tôn giáo trực thuộc người gốc việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất